Xin chào bà con. Hãy review hai cây hàng vừa mới nạp lên cho khách. Giới thiệu sơ qua về hai cây nhé. Đây là Condo U, bình nhôm van cricket, khớp cricket, kính Discovery VTR. Khung thì không phải nói. Giảm thanh 5V. Cành em đang lắp này là cành chrome 42. Happy cap. Quy lên rất nhẹ nhàng, kéo về rất nhẹ nhàng này mới được nhé. Rất chi là đều nhẹ nhàng. Còn đây là cây Condo Talon. Nhìn khung rất ngắn, nhìn hai cây Condo xem bằng nhau. Đấy, cô quay toàn diện cho anh em. Cây kia là em đang lắp bình 45, bình nhôm 45. Nếu mà lắp bình carbon 36 vào thì nó chỉ ngắn đến đây thôi. Đó, tiết kiệm được một đoạn mà khi tháo lắp ra thì tháo được cái bình van này và cái giảm thanh ra thì nó chỉ còn lại nó rất chi là ngắn, chỉ tầm 40 cm. Anh em bỏ vào một cái túi nó rất chi là vừa, túi anh em hay đi xách giày đá bóng ấy. Mặt phụ kiện bên em lúc nào cũng đầy đủ hết, không có ruột. Đây là bộ ruột nhập này, em nhìn đây là ruột nhập này, bên trong có do siêu định tâm quy đồng xoắn nhựa. Đây là bộ ruột thường, giá cả của từng bộ ruột này sẽ khác nhau. Đấy. Lấy hàng ấy thì liên hệ ở đây, số điện thoại của em 0963 797736. Đây là giới thiệu về kẹo nhà em đây. Kẹo vừa mới đóng xong. Yeah. Rất là đẹp. Một cây rất chuẩn luôn. Cây này chơi thì không phải nghĩ gì luôn, uy lực cực kỳ luôn anh ạ. Rất chi là uy lực. Đặt hàng bên em thì vẫn như xưa, vẫn được tặng một phần quà hoặc là một túi sách, hoặc là một kilo kem kẹo, hoặc một chân trống, bất cứ phụ kiện nào, một laser, bất cứ phụ kiện nào anh em đăng ký em sẽ tặng. Từ đó về em thì chuyên về Condo, nhưng mà đồ FX em cũng có, bán gấp rút, bán gỗ. Nói chung là em sẽ cung cấp đầy đủ hết về PCP cho anh em chơi được nếu như anh em muốn. Còn nếu em sẽ chuyên về Condo, em sẽ tư vấn sâu hơn về Condo để cho anh em mình biết nhiều hơn. Đó. Còn về những cái dòng kia thì em biết sơ qua và em có thể sử dụng, hướng dẫn mọi người cách sử dụng, cách lắp ráp sơ qua. Em không đi chuyên sâu, em chuyên sâu về Condo bởi vì em đam mê Condo hơn. Đấy. Đây thì có cả Condo Z nhưng em không bỏ ra đây, Condo mẫu Z em không bỏ ở đây, em chẳng qua là em cũng lười làm lắm các bạn, lười lắp ráp đấy, nhưng mà có khách đặt thì em bắt buộc em phải lắp để giao cho khách. Đây em sẽ lắp ráp như này đấy, test ok, bơm hơi vào test ok, sau đó mới tháo ra để gửi cho anh em. Cho nên là anh em bảo là lấy về không dùng được thì trường hợp đấy thì chỉ có anh em về nhà vặn làm lo học, hầu như là không trượt xảy ra trường hợp đấy. Còn nếu mà có lỗi gì ấy, thì em đã biết ngay từ đầu, đến lúc em đã ráp này em sẽ xử lý để gửi cho anh em rồi. Anh em nhìn số điện thoại nha, kênh của em. Anh em nào mua bất cứ đồ lẻ, đồ phụ kiện lẻ hay nguyên một cây thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại này cho em, em sẽ cung cấp được cho anh em. Chào toàn thể anh em nhé.